Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh BNT Củ Chi nha. Hôm nay là em lên một bộ âm thanh nhân dịp lễ thì cũng có gì quay bán cái đó nha anh em. Bác nào gần xa nhớ xem kênh em mà yêu thích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em đi. Kênh em gần đạt đến mức là vượt qua mức là 9.000 người đăng ký rồi, thì mong muốn lên được 10.000. Thì chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ em. Kênh BMT Củ Chi xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Nhân dịp lễ 2 tây tháng 9 này, em cũng xin chúc mọi người có dịp lễ vui vẻ và được nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi thoải mái bên gia đình và người thân của mình. Rồi tiếp tục, hôm nay là em lên một bộ âm ly và một cặp lo. Đây là hàng công ty chính hãng Adirang đời đầu nha anh em, SPA203G. Thì toàn bộ con máy là nguyên dân zin, sò mạch công suất chưa qua sửa chữa. Đây máy đây đó, tăng phô xuyến nguồn đồng nha mọi người đó, nguồn đồng và toàn bộ cái mạch chúng ta là màu xanh SKM đó, màu xanh lá đó. Con này thì hát cũng rất là im và công suất là 150W một kênh, công suất chuẩn. Máy 8 sò 203G đời đầu nha anh em, con này là đời năm 2005, 2006, 2007 gì đó, nó nằm trong 3 năm đó, top đời đầu của Adirang Mexico. Rồi và tiếp theo là một cặp lo. Lo này là lo hai tắc Sonra W. Cái chữ cũng khó đọc ha anh em. Nè, Sonra, Sonra. Lo này là lưới sắt bass hai tắc, lo là một bass và hai chép. Sonra. Lo này đặc biệt cũ từ khủng và có mạch phân tầng và cái hùng vinh rất là nặng đầm tay, tình trạng hùng là còn ok luôn nha anh em. Đây hùng nè, hùng cái màu nó còn sáng lắm, màu đen và nó cũng liền lạc đồ đó. Thì tí cái mình cũng có gỡ ra mình quay cho mọi người xem. Cặp bass là nguyên zin, còn lo chép thì nó có cái hay cái ấy anh em đó, lo chép thì cũng có hay thế nhưng mà lo là sử dụng tốt bình thường. Rồi ở đằng sau mình sẽ quay trước sơ bộ tổng quan hình thức cái bộ dàn như thế nào rồi mình sẽ test chất âm sau nha anh em. Đây Sonra ở cái tem là cũng giống như cái mạc đằng trước ha, và lo chúng ta 8 ohm, công suất nè là từ 50W đến 250W, tần số là 50Hz đến 20kHz. Rồi cái trạm lo bên đây thì hay thế nha anh em, lo này là hình thức nè đó, trạm nè. Trạm này là trạm vuông nhưng mà hay trạm tròn vô rồi. Còn cái trạm bên đây thì zin. Đây trạm bên đây thì zin mọi người. Đây trạm đây zin nè. Thì hình thức cái hùng ở mặt trên đẹp, còn mặt dưới thì nó cũng chày chày tí xíu. Đó hình thức nè, chúng ta nhìn cặp lo đen khui ha, hùng bọng dách rồi nó cũng ok hết. Đó, thì cặp lo này giá là 750.000 đồng. Lo hai tắc công nó thuộc dạng là cũng hàng ngon, hàng công ty á. Cái củ từ nó cũng rất là to, tí xíu mình gỡ ra cho anh em xem luôn đó. Còn âm ly này là Adirang 203G, tình trạng máy nghiêm chỉnh và hát tốt, hoạt động bình thường. Rồi bây giờ mình tiến hành là mình test cho mọi người nghe chắc âm, thì ghép với bộ này là nó cũng dễ hát nữa anh em. Rồi đây là bên trong cặp loa nha anh em ơi, gỡ ra lo lưới còn ok lắm nha, lưới sắt đẹp hết và hùng này cũng còn cứng luôn. Hùng thì nó có dấu hiệu tàn phai theo năm tháng tí xíu, cái đáy nè hả, cái đáy, nhưng mà cái hùng cái vỏ nhìn ở trên thì còn sáng sủa và đẹp lắm. Đây thì lo này là lo cũ đã qua sử dụng nhưng mà hàng thì đặc biệt là cặp bass ngon và phân tầng gòn xốp đầy đủ, tiếng âm thanh hay. Nó lo ba đường tiếng bass trung chép hay là theo lo bass chép đầy đủ á, nó nhanh gọn là vậy. Rồi đặc biệt cặp bass này anh em, bass nguyên dân zin, bass này hai tắc nha, bass cái cổ bass nó nặng rất là bự và nhìn hình rất giống như cái súp luôn. Ở cái màn ha, màn nó là nó làm màn sần, màn sần nha anh em. Và cái viền là mũ cứng, viền mũ cứng và có khuyết góc, nó làm cũng qua văn. Này con cũng con lớn luôn,
con này 35-38 và gâu thì lo hình thức zin sườn nè. Đó, chúng ta nhìn xa ra nè, lo ghen gắt nặng nha anh em. À, và cái đít thì cái đáy nè có ghi chữ khu đơ, chữ này là khu đơ các anh em. À, chữ này khó đọc ha. Đó, hơi mệt đây trên cái hồng này. Đó, trên cái sườn cũng có chữ ha. Và cái cũ này á là chúng ta quan sát nè, nó rất là sâu nha anh em, từ cái khung sườn và xuống tới cái đáy là nó cao lắm á. Đó, và từ này là từ 12, rồi mình lấy thước mình đo luôn. Từ là từ này 11 năm nha anh em. Đó, từ 11 năm. Rồi, lo bass rất là ok, thì tiếng cái bass này là ẩm bảo là ra tiếng sâu và tiếng nó bass nó ấm. Và đặc biệt đưa vô cái hùng này nữa, hùng này thì có gòn này, chúng ta thấy gòn quá trời gòn, chép đó, chép thì lo này chép like nha anh em. Đó, chép nè, thì cái nào đứt thì hay đó. Còn cái chiếc bên đây thì chép nó khác đó. Nói chung hàng cũ mua về sao thì mình để như vậy đó, nhiều cái nó đứt nó hư thì mình thay thế thôi, còn hàng này là mua về nó y nguyên vậy rồi anh em ơi. Mà đặc biệt thì nhắc lại một lần nữa là đôi lo này đặc biệt là quả bát chất lượng. Bát này không phải là bát hàng Nhật, hàng bãi, hàng gì hết, nhưng mà là hàng ok, giá cả bình dân đó, hàng đẹp tiêu chuẩn, chúng ta sử dụng gia đình, tiếng bát là bao sâu luôn. Quả bát chắc là nặng nha anh em, lo là lo zin, bát zin á, còn chép thì chúng ta không bàn đến đi, tại cặp lo này giá là phải chăng rồi. Rồi bên trong nè, bên trong gòn xốp là rất là nhiều ha. Rồi mạch phân tầng chúng ta, mạch phân tầng gồm nè, 1 cuộn nè, 2 cuộn nè, 3 cuộn nè, 3 cuộn đồng và 2 con tụ kẽ chép đó. Rồi hùng như thế, cái chiếc bên đây cũng như vậy, chiếc bên đây cũng như vậy nha. Đó, thì lo có sao thì mình quay vậy, thì hàng nói chung hàng này cũng được. Đó, anh em nào ưng ý thì liên hệ mình đi. Đây, đó, phân tầng là zin ha, một cặp y chang vậy đó. Đó, gòn mút rất là nhiều. Rồi thì chúng ta nhìn tổng quan lại nội thất lần nữa đó. Rồi bây giờ mình tiến hành mình gáp lại anh em ơi. Của con này cái bản này echo nó nhẹ, vang vọng nó trung thực. Rồi đó, thì mình để như vậy nó cũng khó vô ha. Đó, tổng quan là nó như thế nè. Đó, tổng quan nha anh em. Rồi, có quảng cáo thì hôm nay lễ lộc nên nó cũng ồn ào tí xíu, mọi người xem video thông cảm giùm em ha. Ca đã ok, đồ nó gần nhà thì nó cũng ồn ào. Rồi bây giờ em test chắc âm sơ và báo giá con âm ly luôn ha. Thì tình trạng âm ly như em đã báo là con máy tình trạng là nguyên zin và hoạt động bình thường ngon lành nha anh em. Rồi lên nhạc nè. Có 3 lăng nè. Đó, 3 lăng căng lo bình thường và toàn bộ dàn nắp ốp hơi là ngon lành hết. Rồi bây giờ em sẽ test nha. Ồ, dàn lớn quá nó hú anh em ơi. Giờ em chép lại nha. Lo để gần quá thì nó bị trình tạng là hú. Giảm volume lại tí xíu nha. Căng chỉnh nhẹ lại nha anh em. Lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo.
chép lại tí xíu tại để gần quá. Thì cái bộ này có ăn nhạy, nó rất là nhạy nên cái độ hú của nó mình phải giảm lại để gần quá nha anh em. Lực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, 5, 6, 7, 8, 9. Lực. Rồi, mic 1, ngon lành nha. Không biết có bị ảnh hưởng do tạp âm karaoke bên kia không, mình cũng hơi hú tí xíu. Rồi, mình cũng sẽ quay tiếp nha. Đây. Rồi, test cái mic số 2 nha anh em. Lực 1, 2, 3, 4, 4. Đó, thì mình test trực tiếp nè. Đây. Đó, test qua cây micro Kali nha. Cây này bán 200 nghìn đồng. Lực 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alo. Đó, thì tình trạng là bộ này hát karaoke rất là nhẹ và nghe nhạc hay. Thì toàn bộ là xài tốt, full chức năng, bass chép đầy đủ. Bộ này em thanh lý giá là 1.950.000 đồng. Có âm ly là giá 1.200.000 đồng. Và cặp lo hai tắc đó là giá 750.000 đồng. Bác nào xem qua ưng ý thì cần thì liên hệ mình để đặt hàng. Số lượng chỉ có một bộ duy nhất ha. Hàng này thì có một bộ thôi, không có cái loại nào giống y chang như vậy đâu. Rồi bây giờ test lại cái tiếng mic echo nè. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngon lành cành đào nha anh em. Rồi thì clip mình quay tới đây kết thúc chân thành. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để xem video của em. Đây. Rồi toàn thể là tổng thể nắp máy con này đây. Nắp máy em phun sơn lợi nha anh em. Nhưng mà gột con này là chất lượng, đảm bảo là sò đồ zin chưa qua sửa chữa thay thế. Nắp trắng đi răng chính hãng con này 1.200.000 đồng. Và cặp lo 750.000 đồng. Cả bộ chưa đến 2 triệu đồng nha anh em. Và hàng này ship toàn quốc. Anh em mua hàng đặt cọc trước và không bao ship. Không bao ship, phí ship anh em chịu nha. Các bác lưu ý giùm em, hàng không bao ship. Cả bộ này 1.950.000 đồng. Nghe nhạc karaoke thoải mái luôn.